quen ghi số luôn. Như số mẹ giờ này hả? Như số máy rồi em quen cha rồi. Không ra cầu nữa. U mà ừ. Sẽ như mình cùng bò ma. Quay gan vô xí không nào. Nhà Nga, thôi em cầm em qua em chị xíu đi. Đưa cho Huệ đi. Giờ bấm đứng lại cái không? Giờ em đi làm. Em bấm đưa cho Huệ thôi gì đó. Khổ gì sợ. À, chị đó là Viking tàu biển thôi. Ô mình nè. Xin nặng mấy cái cục mụn này thôi. Nặng mấy cục âu. Đau. Mụn này là mụn mấy chục năm. Không biết là bây giờ thứ mấy lần bấm đại 44 244. Hình như đúng rồi ba à. Nhưng mà
ba máy chứ phải không, hay là hai máy cũng nhớ à. Thành ra là vì bốn máy trong nữa đấy chị, ít ba mươi mời để chỗ khăn cho chị. Sao má? Cố gắng cho con xin nhé.
chục năm rồi. Khách đợi giờ chờ khó ghê ta, còn làm gì cả. Ví dụ ai mãi thì sợ chờ lâu ấy. Thank you.
Nhìn hơi xa vậy. Mấy
ngay bên đây. Không, 150 bình thường. Khùng khùng điên điên nữa. Ra nó xong rồi đi mình cũng dám mua đồ nữa. Phí rồi gì? Còn chị Hiền chị bên này là đó online đó. Em là em có việc gì đó hoặc đồ em ăn quá hoặc là ăn không ra dạ em mới mua chứ còn 200-300 cả chị. À, mua cái dầu đó chị à. Nhìn đồ mặc là biết chị lo ăn hề. Phải thôi. Em thì chị lo đi. Anh là em thì chị lo trông em mua đồ mặc cho chị lo thế. Ở quên thì lâu đi quên mua đồ cho hội hề. Quên mất. Đây này anh ơi.
cái cầm đó kiểu đó đó chị Đan. Ừ thì cái áo cam huyền thoại như thế đó phải lau nhà lâu rồi này, với cái con màu xanh nữa. Nói chứ em nói chứ đồ quần áo em không thích mua lắm. Mẹ em ở nhà với hay kìa, đổi mà không mặc nữa đó. Kêu mẹ là bữa mua có từ thiện cho mẹ đưa đi, mẹ coi cấm rồi mẹ mặc được, mẹ mặc nhiều hồi về thấy cái áo của mình mà trời ơi nó mẹ rồi đó mẹ rồi mà mình mà mua đồ về chị là la nhiều hồi biết em mà mua tốn tiền mà về cho người khác là em nhận á, rồi em mua cho 4 cái áo chị. Rồi em gửi về rồi em hỏi mẹ, mẹ ngọc mẹ kêu cho gì hết rồi cho cứ gì cái em tức ấy, nhưng mà thật ra là giấu em ấy chị để bữa sau được mua em. Khổ mình thì cứ trông cho bố mẹ có đồ mặc đẹp đẹp. Em lại mày thích mua cho người khác vậy nè, chứ em không có thích mua cho mình mấy. Bố mẹ được sao đây? Nhìn được không bạn? Tình cảm xí nợ hả? Này mà nó tay em nóng như đây. Có video đăng kênh phụ không? Nguyên qua đây chứ chứ, nguyên tắt con rồi. Ok.
Em mới ngồi chơi xí, ngồi chơi đợi xíu. Đây, phía dưới cùng. À, dưới luôn. Em ơi, ghế ở phía dưới đây, có cái ghế xanh nhỏ. Em đâu biết. Chắc anh bị không biết là có bao nhiêu phát trên đi luôn. Ở đây cái gì mà đồng khách hết? Ừ. Thì tao có số khách hôm qua hẹn chị Loan rồi. Dồn lại á. Mình lại hầu đi chơi. Có nhân viên mỗi người làm á. Ai ưng đợi thì đợi chị hẹn. Chị 5 giờ mà 6 giờ về là quá giỏi rồi. Để thưởng thêm nữa. Đi các bạn. Thưởng phụ nhiệt tình. Thôi nữa 7 giờ cho em nghỉ nha. Giờ đi có xí mà nhiều hề. Sương sương em là một môn cũng quay được hết rồi. Quay dần có bỏ dần vui khỏi tương tác.